Đi qua những mùa giao hữu là lúc mà mùa giải mới đang gần kề. Sự nóng lòng đã lên đến đỉnh điểm khi mà những người hâm mộ đã phải chờ đợi quá lâu kể từ trận chung kết Euro hay Copa America. Và trước khi các giải vô địch hàng đầu châu Âu trở lại, mọi tâm điểm sẽ đều đổ dồn về các trận tranh cúp đầu mùa giải. Nổi bật nhất đương nhiên là trận Derby thành Manchester, cuộc chiến khốc liệt để giành lấy siêu cúp Anh. Lực lượng giữa hai bên có thể không cân xứng nhưng tên tuổi của họ cũng đã đủ để người hâm mộ đứng ngồi không yên. Hơn thế nữa, Man United đã cải thiện được đội hình một cách đáng kể để sẵn sàng đòi lại những gì đã mất. Đương nhiên là vẫn còn nhiều chi tiết khác khiến trận tranh siêu cúp ở xứ sở sương mù đáng mong đợi hơn. Tất cả sẽ có trong số The Locker Room của ngày hôm nay. Giờ thì bắt đầu thôi. Một trong những bất ngờ lớn nhất đã xảy ra hồi tháng 5 vừa rồi khi Man United đánh bại Man City để lên ngôi ở FA Cup. Nó cũng đồng nghĩa với việc chiếc ghế của Ten Hag được củng cố thêm. Nhiều người bảo rằng phải rất may mắn thì Quỷ Đỏ mới có được chiếc cúp. Thậm chí có một vài người còn nói rằng Man City nhường cho người hàng xóm của mình một cách rõ ràng. Khó chịu thực sự phải không? Thế thì Ten Hag sẽ cần phải nỗ lực thật nhiều thêm nữa để chứng minh được thực lực của Quỷ Đỏ. Manchester United đã tạo ra một cú sốc lớn khi đánh bại Man City với tỷ số 2-1 trong trận chung kết FA Cup vào tháng 5 vừa rồi. Chiến thắng này không chỉ mang về danh hiệu FA Cup thứ 13 cho đội bóng mà còn giúp huấn luyện viên Erik Ten Hag củng cố chiếc ghế nóng của mình tại Old Trafford. Sự thành công này đã giúp Ten Hag vượt qua những nghi ngờ về năng lực của ông, đồng thời tăng thêm niềm tin cho các cầu thủ và người hâm mộ. Một chiến thắng nữa trước Pep Guardiola sẽ củng cố thêm sự tin tưởng của ban lãnh đạo và người hâm mộ vào chiến lược của Ten Hag, đồng thời khẳng định khả năng cạnh tranh của United trong mùa giải mới. Cùng lúc đó, nhà vô địch Premier League 4 mùa liên tiếp cũng đang tìm cách phục thủ sau thất bại đau đớn ở FA Cup. Đội bóng của Guardiola đã có mùa giải trước để thành công với chức vô địch Premier League, nhưng thất bại trước kình địch cùng thành phố tại FA Cup vẫn là một vết gợn lớn. Trận đấu Community Shield sẽ là cơ hội để City khẳng định lại vị thế của mình, đồng thời là cơ hội để United chứng minh rằng chiến thắng ở FA Cup không phải là may mắn, mà là kết quả của sự tiến bộ thực sự. Trong quá trình chuẩn bị tiền mùa giải, Erik Ten Hag đã được bổ sung hàng loạt nhân sự chất lượng ở các tuyến. Dẫu vậy, những chấn thương của tân binh Lenny Zoro hay Rafford tiếp tục làm khó vị huấn luyện viên người Hà Lan. Trận tranh siêu cúp Anh chắc chắn là một thời cơ không thể thuận lợi hơn để cựu thuyền trưởng Ajax thể hiện tài cầm quân của mình, dù cho nó có đôi chút rủi ro. Truyền thông Anh trong những ngày vừa rồi liên tục kháo nhau về việc Ten Hag có thể sử dụng Sancho vị trí số 9 nào. Những phẩm chất dê dắt bóng hay lùi sâu để tạo mối liên kết đã được tiền đạo người Anh thể hiện trong các trận giao hữu gặp Betis hay Liverpool. Tuy nhiên, Sancho vẫn còn khá tệ ở khâu dứt điểm. Nếu mạo hiểm thực hiện sự thử nghiệm này trong trận chiến sắp tới, chắc chắn Ten Hag sẽ phải điều chỉnh chiến thuật của mình tối ưu hơn nữa. Đó cũng chính là lý do khiến người hâm mộ vô cùng mong chờ xem tài năng cầm quân của Ten Hag có thể giúp Quỷ Đỏ khởi đầu mùa giải mới thuận lợi hay không. Manchester United có lịch sử mạnh mẽ trong giải đấu này và sẽ làm mọi cách để duy trì thành tích tốt trước đối thủ cùng thành phố. Trận đấu giữa Manchester City và Manchester United tại Community Shield không chỉ đơn giản là một trận đấu tranh danh hiệu, mà còn là cơ hội để cả hai đội khẳng định vị thế và chuẩn bị tâm lý cho mùa giải mới. Với sự cạnh tranh gay gắt, những ngôi sao sáng giá trên sân cỏ và ý nghĩa lịch sử, trận đấu này chắc chắn sẽ làm nức lòng người hâm mộ và là sự kiện đáng mong đợi trong mùa hè này. Manchester City đã thất bại trận tranh siêu cúp mùa giải trước đó nữa khi đối đầu với Arsenal. Dường như nó đã thành một cái dớp mà thầy trò Pep Guardiola chưa thể hóa giải. Thực tế là nó hoàn toàn có thể xảy ra thêm một lần nữa trong vài ngày tới đây. Nhân đôi nỗi sầu của gã hàng xóm hồn nào, chắc chắn đó là mục tiêu tối thượng của đội chủ sân Old Trafford. Khởi đầu mùa giải bằng một chiếc cúp thực sự quá tuyệt vời đối với những người hâm mộ Quỷ Đỏ. Đó cũng chính là lúc mà Ten Hag và các học trò của mình có thể một lần nữa gáy vàng ở thành Manchester. Man United đã kết thúc ngoạn Anh mùa giải 2023-2024 với vị trí thứ 8. Theo lẽ thường thì Quỷ Đỏ sẽ không có được bất kỳ điều gì. Nhưng chức vô địch FA Cup giúp họ tham dự Europa League mùa giải sang năm, cũng như đá trận tranh siêu cúp Anh với gã hàng xóm Man City. Man City vẫn sẽ là những người được đánh giá cao hơn so với Manchester United, nhưng với việc đã đánh bại The Citizen trong trận chung kết FA Cup thì họ hoàn toàn có thể nghĩ đến việc làm điều đó thêm một lần nữa. Trận đấu ngày hôm ấy, Ten Hag đã triển khai lối đá hợp lý với số đông người bên phần sân nhà để hạn chế đi các pha tấn công của đối thủ. Khi có bóng trong chân, Manchester United ngay lập tức chuyển từ trạng thái phòng ngự sang phản công nhanh và họ đã có được hai bàn thắng một cách chớp nhoáng. Rất có thể trong trận đấu tới đây, Ten Hag sẽ tiếp tục yêu cầu các thủ chơi theo chiến thuật đó thêm một lần nữa. Và nếu giành chiến thắng, ông có thể tự hào với chiến tích giành danh hiệu thứ 3 cùng với Manchester United, điều mà chưa có bất kỳ huấn luyện viên nào làm được kể từ thời kỳ hậu Sir Alex Ferguson.
Danh hiệu siêu cúp Anh sẽ là nền tảng để Man United có thể hướng tới một mùa giải thành công hơn dưới sự trị vì của tập đoàn Ineos. Còn về Man City, họ cũng đang rất khát khao danh hiệu này khi mà lần gần nhất họ giành được nó là vào năm 2019 sau khi đánh bại Liverpool với tỷ số 5-4 trên loạt sút luân lưu. Còn 3 trận tranh siêu cúp Anh gần nhất họ đều phải nhận thất bại lần lượt trước Leicester, Liverpool và Arsenal. Có một thống kê cho thấy Man City thường không đá tốt ở các trận tranh siêu cúp Anh. Trong lịch sử họ đã có 15 lần chơi trận đấu này, nhưng chỉ có 6 lần là lên ngôi vô địch, còn 9 lần còn lại đều về nhì, ngang bằng với thành tích của Chelsea và Manchester United. Nếu không thể đánh bại Quỷ Đỏ, Man City sẽ cán một cột mốc buồn khi trở thành câu lạc bộ có số lần về nhì nhiều nhất tại các trận đấu tranh siêu cúp Anh. Rõ ràng các cổ động viên The Citizen sẽ không muốn điều này xảy ra, nhưng Man United cũng chẳng phải là đối thủ dễ chơi gì, nhất là khi họ vừa có những sự bổ sung cực kỳ chất lượng vào kỳ chuyển nhượng hè đã qua. Nhìn chung thì Ten Hag và Pep có lý do để giành chiến thắng trong trận đấu này. Người thì khẳng định được năng lực của mình, người thì không muốn đội bóng cán một cột mốc buồn. Cả Man United và Man City đều thiếu đi rất nhiều trụ cột trong giai đoạn tiền mùa giải. Chính vì thế mà kết quả trong giai đoạn đó cũng chẳng đủ để đánh giá sức mạnh thực tế của hai đại diện thành Manchester. Trước thềm tranh siêu cúp Anh, những nhân sự chủ chốt của hai bên đã đồng loạt hội quân cùng toàn đội và chắc chắn trận đại chiến vào ngày 10 tháng 8 tới đây mới là lúc để chúng ta có được cái nhìn toàn diện nhất về sức mạnh thực sự của Manchester United cũng như Man City. Trận tranh siêu cúp Anh tới đây hai đội sẽ đón chào những sự trở lại của cầu thủ không tham gia du đấu hè vì trước đó phải thi đấu Euro hoặc Copa America. Với Man United họ sẽ có những sự trở lại của những ngôi sao rất đáng chú ý như Lisandro Martinez, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes hay Diogo Dalot. Lisandro có một mùa Copa America rất thành công với đội tuyển Argentina khi anh là trụ cột đưa La Albiceleste lên ngôi vô địch. Sự trở lại của Lisandro là vô cùng cần thiết trong bối cảnh tân binh Lenny Yoro vừa dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tháng. Nhiều khả năng Ten Hag sẽ sử dụng Maguire và Lisandro cho vai trò trung vệ trong trận đấu với Man City. Kobbie Mainoo là cầu thủ trẻ nhất được Southgate triệu tập tham dự Euro 2024 cùng đội tuyển Anh. Màn trình diễn của Mainoo có thể xem là khá tốt với cầu thủ chỉ mới lần đầu tham dự giải đấu như Mainoo. Bối cảnh tuyến giữa Quỷ Đỏ đang gặp vấn đề khi phong độ của McTominay và Casemiro giảm sút thì việc Mainoo quay lại là vô cùng cần thiết. Bộ đôi người Bồ Đào Nha Bruno Fernandes và Diogo Dalot không có kỳ Euro thật sự thành công với Seleção châu Âu khi dừng bước tại tứ kết trước tuyển Pháp. Bản thân cả hai cũng không có màn trình diễn quá nổi bật tại giải đấu lần này, nhưng tuyệt nhiên họ là những cái tên vô cùng quan trọng trong cách vận hành chiến thuật của Erik ten Hag. Còn về Man City, họ sẽ đón chào một loạt sự quay trở lại của các ngôi sao như Rodri, Phil Foden, Kevin De Bruyne, Kyle Walker, John Stones, Manuel Akanji, Ruben Dias, Nathan Ake. Cái tên đáng chú ý nhất chắc chắn là Rodri, tiền vệ người Tây Ban Nha được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2024 khi đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hành trình đi đến ngôi vô địch của La Roja. Phải nói rằng nếu như Rodri không gặp vấn đề thể phạt, thể lực hay chấn thương thì sẽ không có chuyện Pep để tiền vệ 28 tuổi ngồi trên băng ghế dự bị. Kevin De Bruyne vừa cam kết tương lai với Man City, anh cũng xuất hiện kiểu tóc mới trông rất giống Erling Haaland. Liệu đây có phải là dấu ấn cho sự trở lại tuyệt vời của tiền vệ người Bỉ hay không? Hàng thủ của Man City cũng đón chào một loạt sự trở lại của những cầu thủ làm nhiệm vụ quốc tế như Kyle Walker, Akanji, Nathan Ake, John Stones. Họ đều là trụ cột hàng thủ của Man City, không chỉ giúp phòng ngự thi đấu tốt hơn mà còn là vận hành chiến thuật của Pep. Sự trở lại của các ngôi sao hai đội sẽ giúp cho trận đấu này trở nên hấp dẫn hơn và kịch tính hơn. Kết quả có thể sẽ được quyết định bởi một trong những ngôi sao nói trên. Tương lai của Sancho vẫn là một dấu hỏi lớn trong mùa hè này, bất chấp việc tiền đạo người Anh đã lên tiếng xin lỗi ông thầy của mình. Paris Saint-Germain đang có những mối liên hệ với cựu sao Dortmund và Quỷ Đỏ thì luôn sẵn sàng với viễn cảnh để ngôi sao từng rất được kỳ vọng của mình ra đi. Dẫu vậy, có một thực tế là Sancho chắc chắn sẽ có mặt trong trận tranh siêu cúp Anh. Đó cũng chính là cơ hội cuối cùng của tiền đạo sinh năm 2000 nếu như vẫn muốn bám trụ lại sân Old Trafford. Cùng lúc, người hâm mộ cũng mong rằng Sancho sẽ thể hiện được những màn trình diễn đỉnh cao như nửa mùa giải trước ở Dortmund. Sự trở lại của Jadon Sancho trong trận derby Manchester tại siêu cúp Anh sắp tới cũng được xem là một trong những điều đáng được chờ đợi nhất. Sau mùa giải đầy biến động với Manchester United, chân chạy cánh người Anh đã bị đẩy sang Borussia Dortmund theo dạng cho mượn. Mặc dù vậy, anh đã phần nào tìm lại được phong độ và góp phần quan trọng giúp đội bóng Đức tiến vào chung kết Champions League. Jadon Sancho đã có một khoảng thời gian tuy không quá ấn tượng tại Dortmund, nhưng anh đã cho thấy sự đóng góp của mình vào lối chơi chung của đội bóng. Thống kê cho thấy Sancho tuy không đóng góp nhiều vào đầu ra bàn thắng, nhưng chính sự có mặt của anh đã giúp cho hành lang cánh của Dortmund trở nên bền bỉ hơn. Khả năng đi bóng của cầu thủ này cũng nhiều lần giúp Dieter Brosen trong trận đấu gặp bế tắc. Ít nhất, một hình ảnh Sancho vật vờ và mất hút tại Old Trafford đã không còn. Chính vì thế, sự trở lại của Sancho hứa hẹn sẽ mang lại nhiều hy vọng cho đội hình của Manchester United. Man United từng đặt nhiều kỳ vọng vào Jadon Sancho khi chiêu mộ anh từ Dortmund với mức giá 85 triệu euro vào năm 2021.
Tuy nhiên, những xung đột với huấn luyện viên Erik ten Hag và phong độ không ổn định đã khiến anh phải rời xa đội bóng trong một thời gian dài. Nhưng với những buổi đối thoại tích cực gần đây với ten Hag, Sancho đã sẵn sàng để trở lại và chứng minh giá trị của mình. Trong bối cảnh Manchester United đang gặp vấn đề ở vị trí tiền đạo, Sancho có thể trở thành một vũ khí đặc biệt trong tay của ten Hag. Khả năng chơi linh hoạt của anh ở cả hai cánh và trung lộ sẽ giúp đội bóng có nhiều lựa chọn hơn trong việc triển khai tấn công. Hơn nữa, kỹ thuật cá nhân, tốc độ và khả năng dứt điểm của Sancho sẽ là mối đe dọa lớn đối với hàng phòng ngự vốn ưa thích dâng cao của Manchester City. Trong trận derby sắp tới, sự kết hợp giữa Sancho và các đồng đội như Bruno Fernandes, Marcus Rashford và Anthony hứa hẹn sẽ tạo nên một sức mạnh tấn công đáng gờm, cục độ đột biến cao. Thậm chí đã có những thông tin xoay quanh việc Erik ten Hag có thể sử dụng cầu thủ 24 tuổi này cho vị trí số 9 ảo nhằm mang đến sự bất ngờ cho đối phương. Với tất cả những yếu tố trên, sự trở lại của Jadon Sancho không chỉ là một cơ hội để anh khẳng định lại giá trị của mình, mà còn là niềm hy vọng lớn cho Manchester United trong hành trình tìm lại vinh quang. Trận derby Manchester tại siêu cúp Anh sẽ là một sân khấu hoàn hảo để Sancho tỏa sáng và ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Một trục trặc lớn ở khâu tổ chức đã xảy ra khi trọng tài được phân công nhiệm vụ cầm còi tại siêu cúp Anh đã bị thay thế bằng một cái tên khác. Đó là biến cố vô cùng bất ngờ đối với cả hai bên. Điều này có thể cũng sẽ tác động không nhỏ đến những diễn biến trên sân, bởi mỗi vị trọng tài sẽ có một phong cách điều khiển trận đấu khác nhau. Nhưng nói sao thì nói, kết quả cuối cùng vẫn sẽ được định đoạt bằng bản lĩnh thực sự của hai bên. Sự thay đổi trọng tài bất ngờ cho trận tranh siêu cúp Anh giữa Manchester United và Man City đã gây ra nhiều sự chú ý và tranh luận. Ban đầu, trọng tài John Brooke được chỉ định điều khiển trận siêu cúp nhưng đã phải rút lui chỉ vài ngày trước khi trận đấu diễn ra do chấn thương nhẹ. Jared Gillet, người ban đầu được dự kiến là trọng tài thứ tư, đã được đôn lên làm trọng tài chính thay thế cho Brooks. Việc thay đổi trọng tài vào phút chót thường không xảy ra, đặc biệt trong các trận đấu quan trọng như siêu cúp Anh, nơi mà sự chuẩn bị và kinh nghiệm của trọng tài đóng vai trò vô cùng quan trọng. Điều này làm dấy lên nhiều thắc mắc về sự công bằng và sự sẵn sàng của đội ngũ trọng tài mới. Tuy nhiên, sự thay thế này đã được FA xác nhận và công bố chính thức để đảm bảo tính minh bạch cho trận đấu. Jared Gillet, trọng tài người Úc, đã có nhiều kinh nghiệm trong các trận đấu ở Ngoại hạng Anh và được đánh giá cao về năng lực quản lý trận đấu. Tuy nhiên, việc thay đổi trọng tài vào thời điểm nhạy cảm như vậy vẫn tạo ra sự bất thường và có thể ảnh hưởng đến tâm lý của cao thủ cũng như chiến thuật của cả hai đội. Điều này càng đặc biệt quan trọng trong một trận derby căng thẳng như giữa Manchester United và Manchester City, nơi mỗi quyết định của trọng tài đều có thể tác động lớn đến kết quả cuối cùng. Trận tranh siêu cúp Anh không chỉ là trận đấu khai màn mùa giải mới, mà còn là dịp để hai đội bóng hàng đầu nước Anh khẳng định sức mạnh và tham vọng của mình. Một số chuyên gia và người hâm mộ Manchester United đã bày tỏ lo ngại về sự thay đổi này. Bởi lẽ, Jared Gillet từng có những quyết định gây tranh cãi trong các trận đấu trước đây của Quỷ Đỏ. Tuy nhiên, FA đã khẳng định rằng quyết định thay đổi trọng tài là cần thiết để đảm bảo trận đấu diễn ra suôn sẻ và công bằng nhất có thể. Tóm lại, sự thay đổi trọng tài cho trận tranh siêu cúp Anh giữa Manchester United và Man City đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều, không chỉ với các cầu thủ và huấn luyện viên mà còn với đội ngũ trọng tài và ban tổ chức. Dù sao đi nữa, người hâm mộ vẫn mong chờ một trận đấu hấp dẫn và công bằng và hy vọng rằng Jared Gillet sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để trận tranh siêu cúp Anh diễn ra suôn sẻ và đầy kịch tính. Ngoài ra, sự thay đổi này cũng làm nổi bật tầm quan trọng của việc chuẩn bị và tính linh hoạt trong khâu tổ chức của bóng đá. 21 giờ ngày 10 tháng 8, đừng bỏ lỡ trận derby thành Manchester. Trận tranh siêu cúp Anh được mong chờ bậc nhất khi mùa giải đang dục dịch quay trở lại. Liệu Quỷ Đỏ có thể tiếp tục đả bại gã hàng xóm đáng ghét hay binh đoàn của Pep sẽ phá được cái dớp thua siêu cúp Anh? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn ở phần comment. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các khán giả trên kênh của Bình luận viên Anh Quân.